Sinh tử vi tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 tháng 6 âm lịch năm 2022, được lộc trời cho giàu sang phú quý nếu biết điều này. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, tuổi Ất Dậu luôn được mọi người yêu quý bởi sự thân thiện, tốt bụng và tấm lòng bao dung độ lượng. Họ sẵn sàng trao niềm tin cho mình, cho bất kỳ ai. Và điều đó thì sao ạ? Điều đó đôi khi khiến họ bị thất vọng và tổn thương. Thế nhưng dù có trải qua rất nhiều những nỗi buồn phiền đau khổ, thì những quý vị gia chủ tuổi Ất Dậu vẫn lúc nào cũng luôn giàu lòng vị tha và sẵn sàng tha thứ cho tất cả mọi lỗi lầm của người khác. Nhưng cũng chính nhờ lòng tốt luôn giúp đỡ mọi người của bản thân mà ông trời ưu ái riêng cho tuổi Ất Dậu, đặc biệt là những người sinh năm 2005 trong tháng 6 âm lịch này. Trong tháng 6 âm lịch này thì bản mệnh luôn được xuôi chèo mát mái và không gặp quá nhiều chuyện xui, chuyện cát nhiều hơn là chuyện hung. Sự nghiệp luôn được thuận buồm xuôi gió, tài lộc ùn kéo đến về đầy nhà, tiền đến mọi tay không hết. Vậy thì trong tháng 6 âm lịch năm 2022 thì vận trình của những người tuổi Ất Dậu sẽ như thế nào, công danh tài lộc ra sao? Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết mà thầy Gia Cát gửi đến quý vị. Xin mời! Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 mệnh tuyền trung thủy, nước trong suối. Người tuổi Dậu biết cách ăn mặc, không quá trau chuốt nhưng chỉn chu. Người tuổi Dậu là người khá quan trọng về bề ngoài, họ dành nhiều thời gian để chăm chút bản thân. Có những người tuổi Dậu rất hài hước, năng động, hoạt bát và mạnh dạn trước đám đông. Người tuổi Dậu là người sống tích cực, có nguồn năng lượng dồi dào, giỏi về ăn nói. Họ rất giỏi trong các vấn đề mày mò, tìm hiểu mọi thứ tường tận. Họ thích nghiên cứu và chăm chú vào những thứ họ thích và cần khám phá, nên họ hiểu biết rất nhiều, am hiểu chuyên sâu. Trong công việc hay cuộc sống, họ đều là những người quyết đoán, nhạy bén, biết cách bộc lộ bản thân. Họ không bao giờ chần chừ trước cơ hội mà nắm bắt tất cả. Tính cách của những người tuổi Dậu khá cục tính, họ không quá ngọt ngào lãng mạn mà mang chút kỳ quái. Dù là vấn đề gì, họ cũng là người ưa tranh luận để tìm ra chân lý, có tính cố chấp và khăng khăng cho là mình đúng, nên đôi khi cũng hay để vụt mất cơ hội. Họ chính là người dễ nhận thấy sai lầm và khuyết điểm của người khác bởi sự tinh tế và tinh ý trong ý thức, nhưng lại không chịu chấp nhận cái sai của mình mà cố chấp, một chút bảo thủ với định kiến bản thân. Trong tháng này, việc học hành của gia chủ Ất Dậu Nam Mạng sinh năm 2005 cần đặc biệt chú ý hơn. Học hành có phần sa sút, kết quả học tập không được như ý và có phần lơ đãng do mải chơi nên kết quả chưa được như ý. Nên quý bạn cần phải chú tâm vào việc học hành thì mới mong đạt được kết quả cao trong thi cử. Về phương diện tài chính trong tháng cho thấy, Ất Dậu sinh năm 2005 không được mấy khởi sắc so với tháng trước. Tiền bạc có sự hao hụt, tiêu pha nhiều trong việc học hành và mua sắm vật dụng bản thân. Chính vì vậy, tử vi Ất Dậu tháng 6 âm lịch năm 2022 có lời khuyên cho quý vị gia chủ cần phải thận trọng hơn về việc chi tiêu tiền bạc vì bản thân vẫn đang trong giai đoạn đi học, chưa tự chủ được tài chính nên cần hạn chế chi tiêu vào những việc ăn chơi, bạn bè. Xét về thiên can, Ất âm mộc gặp đinh âm hỏa nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Ất Dậu nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tuổi Dậu năm 2022, những người Ất Dậu đang ngồi trên ghế nhà trường, việc học hành tiến triển không được thuận lợi, gia chủ khó có thể hoàn thành được mục tiêu đã đặt ra. Vì vẫn còn trẻ, chưa va chạm nhiều nên bản mệnh có nhiều điều cần phải học hỏi và tốt nhất là hãy giữ thái độ khiêm tốn lắng nghe, tránh tình trạng ngựa non háo đá, chống đối người có vị trí cao hơn. Thời điểm này bạn có một vài cơ hội để thể hiện bản thân và gây ấn tượng với cấp trên, thầy cô, vì thế hãy mạnh dạn bày tỏ ý kiến quan điểm của mình. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Ất Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên quý vị gia chủ tuổi Ất Dậu có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tình hình tài chính nhìn chung bình ổn, một số bạn có thể kiếm được những đồng lương đầu tiên nên đây có thể coi là một dấu hiệu đáng mừng. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể nhận được sự hỗ trợ của cha mẹ, người thân nên cuộc sống nói chung ổn định. Người tuổi này nên học cách chi tiêu tiết kiệm và có kế hoạch rõ ràng, tránh dùng tiền phung phí cho những mục đích không thực sự chính đáng. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc,
thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chư mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi của phong thủy lộc tài cho thấy những người tuổi Ất Dậu chủ yếu có sức khỏe tốt trong năm 2022. Có điều cần giữ tinh thần lạc quan, hăng hái, tích cực khi đối diện với mọi vấn đề trong cuộc sống. Gặp khó khăn cũng không nên chán nản, thất vọng, suy nghĩ quá nhiều gây ảnh hưởng không tốt đến tinh thần. Đặc biệt là năm mệnh còn trẻ tuổi nên dễ nóng nảy. Chú ý tránh xô xát với người khác, nếu không dễ bị thương ngoài ý muốn. Cần phải chú ý mặc dù ít ốm đau bệnh tật nghiêm trọng nhưng khó tránh bị té ngã tai nạn trong lúc làm việc hoặc đi lại. Đừng cậy sức mình còn trẻ mà thức quá khuya và kiêm nghiệm quá nhiều việc cùng một lúc, mệnh chủ đổ bệnh lúc nào cũng khó mà lường trước. Người tuổi Ất Dậu còn trẻ thường bị cuốn vào công việc, tình yêu mà quên mất việc chăm sóc bản thân. Thời gian này bạn nên có một chế độ nghỉ ngơi, ăn uống luyện tập nghiêm túc với chính mình, ngừng ngay suy nghĩ còn trẻ còn khỏe mà bỏ bê bản thân. Các quý vị gia chủ tuổi Ất Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng. Quý vị gia chủ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Ất Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Mối quan hệ xã giao của người sinh năm 2005 mở rộng hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó, không chỉ các mối quan hệ bạn bè mà còn có cả quan hệ đồng nghiệp, cấp trên và cấp dưới. Cần chú ý cách cư xử để gây ấn tượng tốt với mọi người. Mệnh chủ Ất Dậu có thể sẽ tự đẩy người mình yêu ra xa vì những suy nghĩ tự ti và thiếu sáng suốt. Người ấy không hiểu được những cảm xúc hiện tại của bạn, cũng cố gắng để bạn chia sẻ mà không thành công. Con giáp này có thể tìm vui bên người bạn bè xấu khiến cho quan hệ giữa bạn và người ấy lại càng ngày càng xấu đi. Bản mệnh chính là người ham vui, đôi khi quên mất trách nhiệm của mình với gia đình, người thân, khiến cho người bên cạnh không khỏi thất vọng. Người độc thân dễ u mê trong chuyện tình cảm, có khi đâm đầu vào ngõ cụt mà cứ ngỡ rằng mình đang tìm thấy đường ra, cần phải cẩn trọng kẻo bị lừa gạt tình cảm, cả tiền bạc cũng chẳng hề hay biết, còn nghĩ mình đang được sống trong hạnh phúc thì quả là không nên. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi, Lục Hợp Ngọ, Tam Hợp Mão và Hợi Thành Bộc Cục, Xung Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất và Tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Ất Dậu, trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 3 tháng 6 năm 2022, tức ngày 1 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Ất Mão, có nạp âm Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 6 năm 2022, tức ngày 13 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Đinh Mão, có nạp âm Lưu Trung Hỏa. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 6 năm 2022, tức ngày 25 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Kỷ Mão, có nạp âm Thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Ất Dậu trong tháng 6 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Ngày âm lịch ngày 4 tháng 6 năm 2022, tức ngày 2 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Bính Thìn, có nạp âm Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 6 năm 2022, tức ngày 14 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Mậu Thìn, có nạp âm Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch ngày 28 tháng 6 năm 2022, tức ngày 26 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Canh Thìn, có nạp âm Bạch Lạc Kim. Đây chính là 3 ngày cắt lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi của quý vị Ất Dậu sinh năm 2005 trong tháng 6 âm lịch. Và chắc hẳn quý vị cũng biết được là mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để chúng ta có thể thay đổi vận trình của mình trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị may mắn, bình an và hạnh phúc viên mãn.